Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là tối ngày thứ tính giới thiệu là ngày thứ sáu mà không phải anh em. Giờ bước qua ngày thứ bảy luôn rồi. Giờ là qua 12 giờ ngày thứ bảy ngày 30 tháng 4 ha. 30 tháng 4 2022. Mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Anh em ngày mai là chắc có kế hoạch hết rồi không? Người là đi du lịch, người là nhậu nhẹt ăn chơi. Rồi gặp bạn bè ở Sài Gòn đồ về ha. Rồi giao lưu đồ này kia. Anh em lâu lâu mấy tháng trời mới gặp. Đó thì ngày mai là cái ngày gọi là ngày ăn chơi đó mọi người. Nhưng mà đó là anh em thôi chứ còn mình thì không phải rồi. Mình thì lại tiếp tục công việc của mình. Những cái ngày nghỉ như thế này là cơ hội để chúng ta hoàn thành những cái công việc mà ở những cái ngày bình thường làm không được. Ví dụ như là tất cả những cái việc mà còn tồn đọng lại á. Đặc biệt là cái việc gói hàng này, gói hàng này. Đó là mỗi ngày mình đều gói không kịp mọi người. Cứ ngày trước gói cứ sót đơn hai đơn qua ngày sau gói không kịp. Còn có mấy đơn nữa mà ráng không kịp. Đó cho nên là ngày mai mình ráng cố gắng gói hết tất cả những đơn mà anh em yêu cầu luôn. À, gói gói ghém xong hết luôn và dọn dẹp lại những cái đèn năng lượng nào mà đã còn bao nhiêu cái rồi mình sẽ báo lên anh em để lấy cho hết ha. Chứ giờ mình có vài thứ mình không biết còn bao nhiêu cái luôn mọi người. Nhiều khi cái T300 mình báo cho anh em là mình còn vài thùng. Mình nói vài thùng vậy thôi chứ mình không biết mấy thùng nữa. Như cái T200 này hồi chiều anh kia anh lấy. Hồi chiều anh kia anh lấy cái T200. Và mình cũng nói ảnh là mình còn vài cái. Chứ mình chả biết mình còn vài cái là còn bao nhiêu nữa. Bởi vậy nó mệt mỏi lắm. Ngày mai mình quyết tâm mình moi ra còn nhiều thì báo nhiều chính xác để anh em lấy hết cho rồi rồi chuyển qua lấy mã khác ha. Thì T200 300 lên giá quá trời cho nên là mình chuyến xe hôm qua nay có hai chuyến xe tải mình về hàng rồi. Về hai chuyến luôn nha, hai xe tải luôn nhưng mà không có T300 với 200. Do nó lên quá mình bán lên quá thì mình thấy nó không có đúng. Đó, cho nên là mình hầu ngưng bán. Thà anh em lấy những cái đèn khác ngang giá tiền mà chất lượng hơn nó ha, chứ còn mà nó lên giá rồi thì nó không có đúng với cái năng lực của nó nữa thì mình không bán nữa nha anh em, đơn giản thế mình nói sơ anh em cũng hiểu đó. Thì bây giờ là trước mặt anh em là hai cái JD 80W để gửi cho anh Nguyễn Loa, anh Loa ha, anh Loa ở Cần Đước Long An, anh Loa ở Cần Đước Long An này anh em nghe muốn chán luôn không đó, cứ vài ngày anh Loa anh cứ qua lấy một lần, ngày ngày lấy một lần. Ảnh là thợ anh em, thợ đi lắp đó. Vì ảnh không biết khách yêu cầu ảnh là ngày mai yêu cầu ảnh lắp cái gì, cái nghĩa là người ta gọi giờ nào ảnh lắp giờ đó với cái đèn nào đó, cho nên ảnh không có lấy về dự trữ mà là ai kêu gì ảnh chạy qua ảnh lấy, mình lấy lẻ nè, lấy lẻ 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 đó đó. Thì ảnh chạy tới nhà không à, lần nào anh cũng chạy tới nhà lấy lẻ lẻ lẻ. Thì hôm bữa là anh mới qua lấy hai cái JD 80W để lắp cho một cái nhà nóc Thái, rồi anh có chụp hình anh đăng lên trên Zalo nữa. Rất là đẹp luôn nha, ảnh làm gia công rất là đẹp. Và ảnh nhà nóc Thái cái ảnh bật cái chế độ màu đỏ của cái đèn này lên nè. Là mình nhìn nó rất là thời trang mà nó lạ làm sao đâu anh em. Đó, mình ảnh chụp hình mình nhìn rất là đẹp luôn. Màu trắng thì nó cháy thì nói gì nữa, bình thường phải không? Đó nhưng mà bữa đó anh chụp mình với cái chế độ màu đỏ rất là đẹp, rất là phê. Tại nhà nóc Thái người ta dán từ A tới Z mà người. Nhìn nó phản quang ở trong tường nhìn rất là đẹp. Và bữa nay ảnh qua ảnh nhắn mình hồi, hồi, hồi cách đây 2 ngày rồi. Là hôm nay rảnh anh không có rảnh nó qua không được cho nên là ngày mai là ngày nghỉ ảnh chạy qua anh lấy hai cái này nữa đó, hai cái JD 80W này với giá là 590.000 một bộ, ảnh chạy tới nhà luôn nha anh em. Nhà anh cách nhà mình khoảng 30 cây á, bận đi bận về khoảng 60 cây á đó, mà anh chạy tới nhà anh lấy luôn. Cảm ơn anh Lo rất là nhiều ha. Mình sẽ test cái hai cái này và gói chuẩn chỉ gửi anh Lo. Thì trước đây là video test đèn chỉ thực hiện vào ban ngày thôi, nhưng mà bên này là cái test đèn là ban đêm ok nha mọi người. Mình có gắn cái mặt trời ở trên đây rồi cho nên là ok ha, đèn vẫn sạc bình thường nè anh em thấy không, mình đã kết nối tấm pin và đèn vẫn sạc nè, anh em thấy đèn sạc không? Đấy, đây đèn sạc nè. À, cái led màu đỏ nó đang cháy anh em. Thì trước đây là chuyện này không bao giờ làm được, lý do là ban đêm không có mặt trời lấy đâu test, nhưng mà bây giờ có nha. À, mặt trời nhân tạo. Đó, bây giờ mình có một cái khái niệm gọi là mặt trời nhân tạo nha anh em. Khái niệm này khoa học là chưa có luôn á, nhưng mà mình có nha. Đó, còn như thế nào thì anh em cứ nhắn rồi mình chia sẻ bí quyết cho. Đó, thì trước mặt anh em là hai cái JD 80W gửi anh Loa để về nhà lắp cho khách. Rồi bây giờ thì mình bấm auto thôi. Rồi hai cái đồng loạt chớp màu đỏ một cái, bấm on hai cái cháy một cái, thấy không? Hai cái đèn cháy ok, rất sáng, sáng màu trắng luôn, trắng mà trắng xanh luôn á.
Đó, đèn này nó sáng ghê lắm. Đó, thấy không? Rồi cái nữa, rồi bắt đầu đuổi muỗi nha. Rồi anh em coi coi xung quanh mình còn muỗi nào hơn nha mọi người. Đấy. Đùa thôi chứ để trên bàn có tác dụng gì. Cái này để ở trên nó úp xuống á, đặng cái ánh sáng nó len lỏi vào những cái chỗ tối góc khuất ở trong nhà của chúng ta, thì muỗi nó hay ở những góc khuất đó, và ánh sáng đỏ này nó len lỏi vào. Ánh sáng đỏ này là chắc cái tần số rồi ha. À, phát ra cái tần số nào đó để con kỵ con muỗi, để đuổi con muỗi nó đi chỗ khác. Chứ còn mà giết muỗi thì không có thể rồi. Giờ mà mấy cái chai xịt muỗi giết còn không được, còn mấy cái con led này nhậm gì, chỉ tác dụng đuổi muỗi thôi. Thì hôm bữa có ông anh ở Bến Tre, ông mang về treo chuồng gà chuồng heo, mà không biết hôm bữa giờ thành công chưa. À, anh đem về anh treo, anh đem rất là nhiều này về treo chuồng gà chuồng heo để có tác dụng đuổi muỗi ha. Rồi test đèn thì cũng đã ok, on off đồ ok rồi ha. Rồi đó là remote thứ nhất thôi, remote thứ hai nè. Đó anh em thấy không? Đó, sáng thấy ghê không? Đó remote ok nha. Đó thì nhiều anh em á là gọi điện thoại mình nói cái remote của anh giờ không xài được, nay hư rồi em gửi anh cái remote khác. Thì mọi người trước khi kêu mình gửi remote á, là mọi người nên như thế này, coi kỹ pin của remote có ăn pin không và pin nó có hư không, thay pin khác ok không. Thay pin khác mà nó vẫn bấm không được đúng không, anh em coi mấy nút này nó có bị kẹt không, bị kẹt ở dưới đây nè, anh em khựa khựa nó lên ha. Đôi khi tại vì nút là nút mềm mọi người, nút mềm mà anh em đè dữ quá nó kẹt ở dưới nó không có lên được, tại nút mềm mà nó dướng á. Đó, phải nút cứng thì nó bật lên, còn nút mềm cho nên là anh em cứ bấm 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 ha. Đó, còn nó ấy không, nghĩa là kiểm tra thiệt kỹ trước khi mà nói với mình là cái remote hư nha mọi người. Tại vì mình biết cái remote này không bao giờ nó dễ hư đâu. Đó, nó rất là khó hư, nhưng mà nhiều khi chúng ta cục pin nó lâu ngày nó hết pin rồi này kia, anh em tưởng đâu hư, không phải đâu. Đó remote là chuẩn chỉ của Zhejiang, cái hãng này nó làm, không phải là dễ hư đâu anh em. Mà remote này cũng chả có cái gì để hư, trong đó chỉ có con IC nhỏ thôi, ít bao giờ hư lắm. Cho nên là khi anh em bấm hết ăn là anh em coi lại ha. Rồi mình test đèn xong rồi, xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo. Anh em nào liên hệ mua những cái thứ, tất cả những cái thứ ở trên kênh mình thì liên hệ qua Zalo ha, 076 687 4311 nha anh em. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.